Mẹ con sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch hồi sinh ngoạn mục. Ngày 24 tháng 7, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ báo tin vui. Sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch đã hồi sinh nhờ ekip thực hiện thành công kỹ thuật ECMO. Em bé cũng đã ổn định, tự thở được và bú tốt. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhận được thông báo và chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận thai phụ. Anh DTNH, 22 tuổi, từ Đồng Tháp chuyển đến với chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2, suy hô hấp tiến triển nhanh, viêm phổi nặng, mang thai 34 tuần đang thở máy. Các bác sĩ đã hội chuẩn nhiều chuyên khoa và trực tiếp với bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó, phẫu thuật mổ lấy thai cấp cứu theo quy định nghiêm ngặt của phòng chống COVID-19. Sau mổ, bé gái cân nặng 2,1 kg, trong tình trạng suy hô hấp nặng, được các bác sĩ hồi sức và chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ điều trị. Người mẹ được theo dõi tại đơn vị hồi sức tích cực điều trị COVID-19. Tuy nhiên, tình trạng suy hô hấp tiến triển rất nhanh, bệnh nhân rơi vào suy hô hấp nguy kịch, huyết áp thấp, phải duy trì thuốc vận mạch, tổn thương gần như hoàn toàn hai bên phổi. Ekip điều trị đã hội chẩn trực tiếp với bác sĩ chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy và quyết định thực hiện cấp cứu bệnh nhân bằng kỹ thuật ECMO, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Sau 120 phút khẩn trương dùng ECMO, kết hợp với biện pháp hồi sức, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy kịch. Bác sĩ Phong cho hay sau hơn 10 ngày được điều trị tích cực, ngày 23 tháng 7, các chức năng phổi và tình trạng bệnh nhân dần hồi phục. Hiện cô đã cai được ECMO và máy thở, ngưng thở oxy, tỉnh táo. Đặc biệt, xét nghiệm RT-PCR, bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 lần thứ hai. Riêng bé gái, sau 10 ngày được ekip bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị và chăm sóc, tình trạng bé cũng đã ổn định, ngưng thở máy, tự thở được và bú tốt. Việc mẹ và con sản phụ vượt qua nguy kịch là niềm vui không thể tả của cả gia đình cũng như cả đội ngũ nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.